Hôm nay thứ sáu, ngày 6 tháng 1 năm 2017, lễ thánh André Bessette, tu sĩ Canada. Tuần trước lễ hiển linh, trích thư thứ nhất của thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, đấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Đức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa. Có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý, và trên mặt đất có ba nhân chứng: Thánh Thần, nước và máu. Cả ba chỉ là một. Nếu chứng của người đời mà chúng ta còn nhận lấy thì chứng của Thiên Chúa còn mạnh hơn. Vì đó là chứng của Thiên Chúa, chứng mạnh hơn là người đã làm chứng về con mình. Ai tin kính con Thiên Chúa thì có chứng của Thiên Chúa nơi mình. Còn ai không tin Thiên Chúa thì cho người là gian dối, vì kẻ ấy không tin nơi chứng mà Thiên Chúa đã làm chứng về con mình. Và chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống đó ở trong con của người. Ai có Chúa con thì có sự sống, còn ai không có Chúa con thì cũng không có sự sống. Ta viết điều này cho các con để các con biết rằng các con là những người tin vào danh con Thiên Chúa, các con được sống đời đời. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Jerusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Jerusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi. Hỡi Sion, vì người đã giữ chặt các then cửa thành ngươi, người đã chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. Jerusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Người sắp đặt bờ cõi ngươi trong thanh bình, cho ngươi hưởng no nê những tinh hoa lúa miên. Người đã sai lời người xuống coi trần ai, và lời người lanh chai chạy sao. Jerusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Người đã loan truyền lời người cho Gia-cốp, nhưng thánh chi bà huấn lên người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế, người đã không công bố cho họ các huấn lên của người. Jerusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Alleluia, Alleluia. Ngôi lời đã hóa thành nhục thể và đã cư ngụ giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận người thì người ban cho họ được quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: Có đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi. Tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho người. Phần tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần. Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nazareth đến xứ Galilea đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giô-đăng. Khi vừa lên khỏi nước, người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình, và có tiếng từ trời phán: Con là con yêu quý của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: Chúa Giêsu chịu phép rửa để tỏ cho ta ý nghĩa của bí tích rửa tội. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được đổ tràn Thánh Thần, được Chúa Cha xác nhận là con yêu dấu,
được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Vì thế, chính Chúa Giêsu là khuôn mẫu cuộc đời chúng ta. Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha của con, nhờ bí tích rửa tội, Cha đổ tràn Chúa Thánh Thần trên con và biến đổi con thành một tạo vật mới và là con của Cha. Con hết lòng cảm tạ Cha vì Cha đã cho con được thông hiệp vào sự sống của Cha, được sống trong tình yêu của Cha. Con tin nhận rằng Cha yêu thương con, mọi ý định của Cha đã thực hiện nơi con đều là để cho con được hạnh phúc. Xin Cha giúp con biết trung thành, tìm kiếm và thực thi ý Cha trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa Giêsu, con hết lòng cảm tạ Chúa vì nhờ Chúa và trong Chúa con được trở nên con yêu dấu của Chúa Cha. Chúa là người con hiếu thảo, yêu dấu của Chúa Cha, đã trung thành thực hiện ý Chúa Cha và đã làm đẹp lòng Chúa Cha. Xin Chúa giúp con trung thành bước theo đường lối của Chúa để xứng đáng là người con yêu dấu của Chúa Cha. Lạy Chúa Thánh Thần, con dâng lời cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ngự trong con và tuôn đổ tình yêu cho con. Xin Chúa giúp con hết lòng yêu mến Chúa Cha và yêu mến anh chị em. Xin Chúa giúp con biết cầu nguyện. Xin Chúa hiện diện trong con, nâng đỡ sự yếu hèn của con. Và xin Chúa dẫn dắt con trong đời sống đức tin. Lạy Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, con yêu mến Chúa. Xin Chúa giúp con sống thánh thiện để xứng đáng với hồng ân của bí tích rửa tội. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Vị vua thứ tư. Hôm nay lễ ba vua, phúc âm chỉ nhắc đến ba vị vua. Thế nhưng văn sĩ gọt cờ Senen người Đan Mạch thì lại tưởng tượng ra một vị vua thứ tư. Vị vua thứ tư này đến chầu Chúa Giêsu sau ba vị vua khác, triều bái hầy như Giêsu, nhưng mặt ông tiêu nguyễn bởi vì ông không còn gì để dâng tặng ngài. Trước khi lên đường, ông chọn ba viên ngọc quý nhất trong kho tàng của ông. Thế nhưng dọc đường gặp bất cứ ai xin, ông cũng mang ra tặng hết. Người thứ nhất mà ông đã gặp là một cụ già rét run vì lạnh. Động lòng trắc ẩn, ông đã tặng cho cụ viên ngọc thứ nhất. Đi thêm một đoạn đường nữa, ông gặp một toán lính đang làm nhục một cô gái. Ông đành mang viên ngọc thứ hai ra thương lượng với chúng để chuộc lại cô gái. Cuối cùng, khi tiến vào địa hạt Bethlehem, ông gặp một người lính do vua Herode sai đi để tàn sát các hài nhi trong một ngôi làng lân cận. Vị vua thứ tư đành phải rút viên ngọc cuối cùng để tặng cho người lính và thuyết phục anh từ bỏ ý định gian ác. Tìm được hài nhi Giêsu, vị vua thứ tư chỉ còn hai bàn tay trắng. Ông bối rối kể lại cuộc hành trình của mình. Nghe xong câu chuyện, hài nhi Giêsu mỉm cười đưa bàn tay bé nhỏ ra đón nhận quà tặng của ông. Nó không phải là vàng bạc châu báu, nhưng là một tấm lòng vàng được dệt bằng những nghĩa cử đối với tha nhân, nhất là những người túng thiếu, đói khổ, những người cần giúp đỡ. Mùa Giáng sinh là mùa của những bất ngờ của một Thiên Chúa hóa thân làm người, bất ngờ của một Thiên Chúa giáng hạ trong hang súc vật, bất ngờ sự việc những người nghèo hèn nhất trong xã hội để nhận ra tin mừng, bất ngờ của những người dân ngoại tìm đến triều bái vua các vua. Nhưng điều khiến con người sẽ không bao giờ ngờ đến đó là đấng Thiên Chúa hóa thân làm người ấy là tự đồng hóa với mỗi một con người sinh ra trên cõi đời này, nhất là những con người bé mọn nhất trong xã hội. Ngài đã nói, tất cả những gì các người làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất là các người làm cho chính ta. Từ đây, người ta chỉ có thể gặp gỡ được Ngài qua tha nhân. Tất cả những gì người ta làm cho tha nhân là làm cho chính Ngài. Lễ dâng làm đẹp lòng Ngài nhất chính là những gì người ta trao tặng cho tha nhân, nhất là những người nghèo hèn, túng thiếu hay bất cứ ai cần sự giúp đỡ. Bài trích sách Lẽ Sống